Lời đầu tiên thì cho shop phụ kiện BCB giá rẻ em xin được gửi một lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất gửi đến tất cả các bác có một cái niềm đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay thì shop em sẽ lên một video để giới thiệu đến cho các bác hai cái mẫu laser mili để các bác lắp súng cồn, súng chế hoặc ná cao su, hoặc là Condo FX, hoặc là các bác đang dùng Condo hạ ngắm, hoặc là Condo Z mà các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong những chiếc laser tia cực kỳ là bé và laser cực kỳ là gọn, thì các bạn cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay các bác nhé, để có thể lựa chọn cho mình một trong chiếc laser gắn súng BCB bên em các bác nhé. Thì cũng không phải để các bác chờ đợi lâu nên sau đây em sẽ được giới thiệu cụ thể chi tiết từng cái mẫu laser một, em sẽ giới thiệu mẫu laser nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính các bác nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến cho các bác một chiếc laser mili. Mẫu laser mili này có chỉnh lên chỉnh xuống các bác nhé, và chỉnh sang trái sang phải này. Mẫu laser mili này có kẹp nòng, kẹp nòng từ phi 10 đến phi 16 các bác đều có thể kẹp vừa các bác nhé. Và đi kèm ở trong sẽ có 3 quả pin, em sẽ tặng thêm cho các 3 quả pin sơ cua các bác nhé. Và đi kèm tiếp theo sẽ có 2 lục giác, một cái lục giác để các bác chỉnh lên chỉnh xuống này và sang trái sang phải, và một lục giác để các bác có thể bắt vào cành và bắt vào dây của mình các bác nhé. Thì chiếc laser mili này các bác lấy kẹp nòng thì các bác cứ bảo em sẽ ship cho các laser mili kẹp nòng, hoặc là các bác kẹp dây thì cũng, laser mili này cũng có loại kẹp dây là dây 11 và dây 20 các bác nhé. Một chiếc laser mili này đây, tia đỏ đây các bác nhé, các bác nhìn ạ, cái tia cực kỳ là bé và cực kỳ là gom. Các bác đi ban đêm thì các bác ben cự ly tầm độ 6 đến 70 mét, các bác ben con mồi cực kỳ là chuẩn các bác nhé. Một chiếc laser mili tia bé thì bên shop em đang bán giá là 150.000 các bác nhé, 150.000 đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác. Tất cả các bác mua hàng bên shop thì các bác sẽ kiểm tra hàng đúng không, đúng sản phẩm như em giới thiệu trên video thì các bác sẽ thanh toán tiền giúp em các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu laser chuyên để các bác lắp súng Condo Z hoặc là Condo hạ ngắm, thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc laser con dán quá nhé. Mẫu laser con dán này nó cực kỳ là bé và cực kỳ là gọn. Mẫu laser con dán này phụ kiện một cái công tắc bấm các bác nhé, một công tắc bấm này và một công tắc gạt này, đi kèm sẽ có 2 quả pin sơ cua ở ngoài, và đi kèm sẽ có lục giác chỉnh lên chỉnh xuống và chỉnh sang trái sang phải quá nhé, và một lục giác để các bác bắt vào cành của mình. Thì một chiếc laser mini con dán này tia đỏ thì chuyên để hỗ trợ các bắn ban đêm, thì các bác ben cự ly tầm độ 7 đến 80 mét, các bác ben con mồi cực kỳ là chuẩn các bác nhé. Thì mẫu laser con dán này có dây 11 này các bác, đây là dây 11 các nhá, dây 11. Các bác nào mà lắp dây 20 thì bên em cũng có các nhá. Đây là laser con dán dây 20. Thì laser con dán dây 11 và dây 20 thì bên shop em đang bán đồng giá cho các bác, đồng giá là 250.000 đồng một cái các bác nhé, 250.000 đồng một cái đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác. Đó là hai cái mẫu laser mili, một là cái mẫu laser mili pin cúc áo bé và một là mẫu laser con dán em muốn giới thiệu đến cho các bác. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu laser mili nào thì các bác nhanh tay liên hệ trực tiếp vào số điện thoại bên em các bác nhé, để bên em được tư vấn và bán cho các bác những chiếc laser gắn BCB giá cực kỳ là rẻ và hàng thì cực kỳ là chất lượng các bác nhé. Ấy thì một video em làm rất là ngắn thôi. Thì cuối video thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.